Nữ đại úy sáng tạo trong chuyên môn, sông sáo với hoạt động đoàn thể, là đội trưởng đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kiêm phó chủ tịch hội phụ nữ, công an thành phố Hà Tĩnh. Đại úy Nguyễn Thị Huyền Trang sinh năm 1986. Luôn là đầu tàu cho chiến sĩ trẻ noi theo cả trong công tác chuyên môn lẫn hoạt động đoàn thể. Đại úy Trang chia sẻ, được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân là ước mơ lớn nhất của tôi từ khi còn là học sinh phổ, thông. Mỗi khi thấy các chiến sĩ công an mặc những bộ quân phục, Màu xanh là trong người cảm thấy yêu thích và tự hứa quyết tâm để hiện thực hóa niềm mơ ước này. Tốt nghiệp học viện an ninh. Năm 2011, chị Trang được phân công công tác tại đội an ninh công an thành phố Hà Tĩnh. Năm 2016, chị được bổ nhiệm phó đội trưởng đội xây dựng phong trào và phụ trách xã quản lý địa bàn 4 xã Thạch Hưng. Thạch Bình, Thạch Hạ, Thạch Trung, đến đầu năm 2020 thì được bổ nhiệm làm đội trưởng. Trong quá trình lãnh đạo đội xây dựng phong trào và phụ trách xã này là đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an Trung Quốc. Chị Trang luôn chăn trở tham mưu trong việc xây dựng các mô hình an ninh trật tự như mô hình camera an ninh trật tự tổ liên gia an toàn tự quản. Trong hơn 3 năm làm đội phó, nữ đại úy đã trực tiếp tham mưu ban hành 59 văn bản. Xử lý 103 vụ việc về an thị trường, tại cơ sở, quản lý tốt địa bàn các xã phụ trách, đi sâu đi sát nắm chắc tình hình, đại úy Trang luôn quan tâm thăm hỏi, từng hộ dân ở các thôn, xóm. Chị cũng có nhiều sáng kiến trong hoạt động đoàn thể được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao như Tổ chức hội thi phụ nữ công an thành phố Tài năng, duyên dáng năm 2017. Hội thi hoa khôi áo dài công an thành phố năm 2020. Liên bang Zumba công an thành phố Hà Tĩnh. Nhờ đó, nhiều năm nay, hội phụ nữ công an thành phố Hà Tĩnh luôn đoàn kết, vững mạnh được ban giám đốc hội phụ nữ công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Năng động, sáng tạo trong chuyên môn, hăng hái nhiệt tình trong hoạt động đoàn thể. Đại úy Trang đã nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Bằng khen của Chủ tịch Áp Nhân Dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ, an Trung Quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường giai đoạn năm 2014 đến năm 2019. Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác hội. Và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016. Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh anh tấn hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại